Quý vị và các bạn đang xem tin thế giới của báo điện tử Vietnamnet. Tin thế giới có nội dung chính như sau. Nga tung bằng chứng bắt lính đột kích Ukraine. Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố các hình ảnh xác nhận việc bắt giữ binh lính Ukraine tham gia cuộc đột kích vào vùng biên giới Kursk của nước này. Trong video, lính Nga đang áp giải một nhóm binh sĩ đầu hàng thuộc lữ đoàn tấn công đường không số 80 và 82 của các lực lượng vũ trang Ukraine, AFU. Trang Avia.pro trích dẫn tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga cho biết quân đội nước này đã bắt giữ số lính trên tại các khu định cư Malaya Lokna, Martinovka và Ulanka thuộc Kursk trong lúc ngăn chặn và đẩy lui chiến dịch đột kích xuyên biên giới của các lực lượng Kiev. Moscow khẳng định đang đối xử với các tù binh theo các tiêu chuẩn quốc tế và nhân đạo. Theo Pravda, Bộ Tái hòa nhập các vùng lãnh thổ tạm thời bị chiếm đóng của Ukraine thông báo đã mở đường dây nóng 24/7 cho người dân ở tỉnh Kursk của Nga cần viện trợ nhân đạo hoặc muốn di tản đến Ukraine. Phó Thủ tướng Ukraine Irina Vereshchuk ngày 14 tháng 8 nhấn mạnh, do tình hình nhân đạo có thể xấu đi ở các vùng lãnh thổ cận kề nhau của tỉnh Kursk, nên Ukraine cần chuẩn bị tiếp nhận người tị nạn Nga. Kiev luôn tuân thủ mọi chuẩn mực của luật pháp quốc tế. Chúng tôi sẽ cung cấp cho người dân của tỉnh Kursk sự bảo vệ cần thiết và hỗ trợ nhân đạo. Bà Vereshchuk nói thêm, các cư dân Kursk nếu có nguyện vọng có thể liên lạc với nhà chức trách Ukraine bằng cách gọi điện hoặc nhắn tin đến đường dây nóng hoặc viết email theo địa chỉ đã công bố. Moscow vẫn chưa lên tiếng bình luận trước thông tin trên. Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng Nga ngày 14 tháng 8 khẳng định, quân đội nước này, bao gồm cả lực lượng lính dự bị, không quân và pháo binh, đã ngăn chặn các đơn vị xe bọc thép và lực lượng cơ động AFU tiến sâu hơn vào các ngôi làng và khu định cư ở Kursk. Theo hãng thông tấn TASS, khoảng 121.000 người đã được sơ tán hoặc rời khỏi các khu vực bị ảnh hưởng bởi giao tranh. Bộ Tình trạng Khẩn cấp Nga cùng các tình nguyện viên đang phối hợp phân phát hàng cứu trợ và giúp đỡ người dân di tản khỏi khu vực nguy hiểm. UAV Nga bắn nổ hai xe bọc thép Stryker của Ukraine ở vùng Kursk. Theo RT, trong ngày 14 tháng 8, Bộ Quốc phòng Nga đã công bố đoạn video ghi lại cảnh quân đội nước này sử dụng UAV cảm tử để bắn nổ hai xe bọc thép Stryker của Ukraine tại vùng Kursk. Trong đoạn video đầu tiên, UAV trinh sát của Nga đã phát hiện ra xe bọc thép Stryker đang ẩn nấp trong một cánh rừng nhỏ. Một UAV cảm tử Lancet sau đó đã được triển khai để tấn công chính xác phương tiện này. Đoạn video thứ hai được đăng tải sau đó vài giờ cho thấy một số xe thiết giáp của Ukraine đang tập trung trên một con đường mòn. UAV cảm tử của Nga đã tập kích chính xác xe bọc thép Stryker trong số này, gây ra một vụ nổ lớn và khiến các xe thiết giáp còn lại của đối thủ phải rút lui. Stryker là xe bọc thép bánh lốp do General Dynamics sản xuất, được Mỹ viện trợ cho Ukraine từ đầu cuộc xung đột. Vận tốc tối đa của xe bọc thép này là 97 km/h, tầm hoạt động khoảng 500 km. Theo một quan chức quân đội Mỹ, Stryker là phương tiện chiến đấu trung gian giữa xe tăng và xe bọc thép Humvee. Chúng có khả năng di chuyển linh hoạt trên nhiều địa hình và bảo vệ binh lính khỏi các loại đạn pháo phổ thông. Về khả năng tấn công, Stryker được trang bị pháo 30mm, 40mm hoặc 105mm tùy biến thể. Giá của mỗi xe bọc thép loại này là 4,9 triệu đô la Mỹ. Cuộc tấn công xuyên biên giới của Ukraine vào vùng biên giới Kursk của Nga diễn ra từ ngày 6 tháng 8. Chỉ sau vài ngày, Kiev tuyên bố đã giành được quyền kiểm soát hơn 1.000 km2 lãnh thổ Nga. Theo tờ New York Times, cuộc tấn công xuyên biên giới táo bạo cho thấy Ukraine đã chú trọng vào yếu tố bí mật trong hoạt động lần này. Cũng theo tờ báo, một viện nghiên cứu liên kết với quân đội Ukraine đã nghiên cứu các chiến dịch thành công trong lịch sử hiện đại và nhận ra rằng bên giành phần thắng thường không công khai điều gì trước khi tấn công, và học thuyết này dường như đã được áp dụng cho quân đội Ukraine trong cuộc tấn công xuyên biên giới vào vùng Kursk của Nga. Chia sẻ với New York Times, một phó chỉ huy lữ đoàn Ukraine có tên Artem cho biết hầu hết các sĩ quan cấp cao Ukraine chỉ được thông báo trước 3 ngày thực hiện chiến dịch, trong khi đó những người lính chỉ được thông báo trước 1 ngày. Ngoài ra, Ukraine còn che giấu việc tập trung lực lượng dọc biên giới bằng cách dàn trải binh sĩ tại các ngôi nhà nằm rải rác khắp các ngôi làng và giả vờ tiến hành tập trận. Đáng chú ý nhất là việc các nhà lãnh đạo Ukraine vẫn không lên tiếng về cuộc tấn công xuyên biên giới suốt nhiều ngày, dù đã có thông tin cho rằng quân đội Kiev tiến sâu vào Kursk. Tới ngày 10 tháng 8, tức 5 ngày sau vụ đột kích, Tổng thống Volodymyr Zelensky mới lên tiếng thừa nhận Ukraine đã tấn công lãnh thổ Nga. Ban đầu, Nga cho rằng Ukraine đã huy động khoảng 40 xe bọc thép và 1.000 quân tham gia đột kích, nhưng trên thực tế con số này lớn hơn nhiều. Sự im lặng của Kiev lần này trái ngược hoàn toàn với cuộc phản công được phô trương nhưng thất bại vào mùa hè năm 2023.
Vào thời điểm đó, các lực lượng Ukraine đã tấn công vào tuyến phòng thủ của Nga ở phía nam, nhưng chỉ giành lại được hơn 500 km2 lãnh thổ. Ukraine trước đó từng tuyên bố mục tiêu chính của đợt phản công là cắt đứt mặt trận phía đông của Nga khỏi các tuyến tiếp tế qua bán đảo Crimea. Dù không công khai chính xác thời điểm thực hiện phản công, nhưng ý định tấn công của Ukraine vào các tuyến phòng thủ của Nga đã bị báo chí đưa tin giữa năm 2022. Việc Kiev mất quá nhiều thời gian để chuẩn bị cho cuộc phản công còn khiến nhiều người nghi ngờ đây chỉ là một mưu mẹo hù dọa Nga. Hồi tháng 4, ông Zelensky đã viện dẫn lý do cho rằng phía Nga có thể đã biết trước kế hoạch phản công vào năm 2023 của Ukraine. Người Nga biết chúng tôi sẽ tấn công vào đâu, làm sao họ biết được, làm sao họ có được thông tin này, tôi không thể nói với bạn điều đó, lịch sử sẽ trả lời, Tổng thống Ukraine cho hay. Còn lần này, Ukraine đã giữ kín thông tin trước khi triển khai đột kích, trong khi ở Kursk, các lực lượng Nga dường như đã mất cảnh giác. Trước thời điểm triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine vào tháng 2022, Điện Kremlin được cho cũng đã giấu kín ý định với các binh sĩ nước này. Nhiều nguồn tin cho hay, một số lính lái xe tăng Nga còn không biết họ sẽ đi đâu khi đoàn quân Nga tràn qua biên giới. Bộ Quốc phòng Nga cho biết đã bắn hạ 4 tên lửa chiến thuật và 117 máy bay không người lái Ukraine phóng vào lãnh thổ nước này trong đêm qua. Theo hãng thông tấn TASS, các tên lửa chiến thuật mà Ukraine phóng vào lãnh thổ Nga được xác định là Tokau. Tại khu vực Kursk, các lực lượng phòng không Nga đã tiêu diệt 37 UAV và 4 tên lửa của Ukraine. Ngoài ra, 37 UAV khác bị bắn hạ ở vùng Voronezh, 17 UAV ở Belgorod, 11 UAV ở Nizhny Novgorod, 9 chiếc ở Volgograd, 3 UAV ở Bryansk, 2 chiếc ở Oryol và 1 chiếc ở vùng Rostov. Trước đó, ông Alexander Gusev, thống đốc vùng Voronezh, xác nhận trong đêm qua hơn 35 UAV Ukraine đã bị bắn hạ trong khu vực. Một số tòa nhà dân cư và thương mại, cơ sở và phương tiện ở địa phương đã bị hư hại do các mảnh vỡ UAV rơi trúng. Không có thương tích nào được báo cáo. Tuy nhiên, trong tuyên bố, Bộ Quốc phòng Nga không nêu con số thương vong hay thiệt hại vật chất do đợt tấn công bằng tên lửa và số lượng lớn UAV từ Ukraine. Theo Pravda, một số kênh Telegram cho hay, loạt UAV Ukraine đã tấn công 3 căn cứ không quân của Nga. Cụ thể, căn cứ không quân Savaslyka ở tỉnh Nizhny Novgorod, nơi đóng vai trò là điểm cất cánh của các chiến đấu cơ MiG-31K của Nga, đã bị tấn công. Ngoài ra, một báo cáo cho hay đã xảy ra tấn công vào căn cứ không quân Baltimore ở Voronezh, dẫn đến hỏa hoạn. Truyền thông địa phương cũng đưa tin về các cuộc tấn công bằng UAV và vụ nổ ở thị trấn Borisoglebsk của vùng Voronezh. Người dân cho rằng, căn cứ không quân tại đây đã bốc cháy sau đòn tập kích bằng UAV của Ukraine.